Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh Bờ Máu Audio. Thì các bác, trước khi đến kênh Bờ Máu Audio, xin mời các bác có thể truy cập vào website bờmáuaudio.com cũng như là fanpage Bờ Máu Audio hoặc số điện thoại 0964801493. Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một dòng sản phẩm mà thuộc dòng cao cấp của Đền Ông. Đó là sản phẩm Đền Ông N9 phiên bản màu trắng, và hôm nay bên shop em đã về một bộ Đền Ông, có lẽ là đầu tiên về bộ Đền Ông N9 này. Thì với hình thức bên ngoài thì em có thể quay cho các bác nhìn, nó là màu trắng bóng các bác nhá. Em sẽ quay một chút về hình thức loa cho các bác xem. Đây là một cặp loa Bookshelf với công suất mỗi bên loa là 60W các bác nhé, trở kháng là 6 ohm, speaker 120W. Một vài chức năng cơ bản của dàn loa này, dàn mini này là nó có thể chơi được CD với định dạng lắc nét. Ngoài ra thì trên mặt máy có một cái công nghệ NFC, là công nghệ có thể kết nối một chạm giữa các thiết bị Sony và Samsung. Đây là cái nút volume và nút suộc. Đây là một số nút khác của bộ dàn, nút enter. Ở trên mặt máy thì có một cái nút USB cho chúng ta có thể chơi được các dạng nhạc chất lượng cao với dòng điện là 5V 1A, có thể vừa sạc vừa chơi nhạc. Đây là cổng phone. Cặp loa này thì chúng ta sẽ không thể mở được EKG các bác nhé, EKG liền với lại thân loa. Loa này thì ngoài ra thì là có thêm quang in, các bác có thể kết nối với lại TV, cắm các thiết bị TV, smart TV để chơi nhạc từ TV xuống, hoặc là xem phim hay xem ở trên TV các bác nhé, rất là tiện luôn ạ. Ngoài ra nó có thể thêm sub A để cho mình sẽ nối thêm được loa trầm phía sau nữa, và cổng AUX in nữa. Thế đó là một vài cái cổng cơ bản mà em giới thiệu cho các bác. Thì các bác có thể truy cập vào website www.bermaudio.com để xem rõ hơn thông tin về bộ dàn này các bác nhé. Thì ngay sau đây thì em sẽ test qua một chút cho âm cho các bác xem. Rất tuyệt vời.